clip nhẹ để cho thầy ba. Vì bữa giờ thầy ba cứ kiểu là hay ăn hiếp tôi với hiệu trưởng Sena. Thì hôm nay tôi sẽ làm nhẹ một clip để cho thầy ba. Vì thầy ba thì cái tật này hay ham ăn. Hôm nay tôi sẽ làm nhẹ clip là cho anh đổ chai nước tương hoặc chai nước ngọt cho nhẹ cho thầy ba uống. Ok, cho nên tôi đã đi uống đâu rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ra tạp hóa tôi mua một ít đồ về cho thầy ba phải không? Chuyện này thầy ba phải không? Mấy ông ơi, tôi đến tạp hóa rồi. Bây giờ tôi sẽ vào tôi mua một chai coca với lại một chai nước tương. Được. Vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đổ cái chai nước tương này vào cái chai coca. Và sau đó sẽ đem cái chai coca để đàn thầy ba. Tại vì tí nữa thầy ba đi làm việc về là thế nào cũng bố à. Vì cái tính là ham ăn mà. Với lại hay sẽ ké để ké đồ của người ta đó. Nên chuyến này tôi sẽ cho thầy ba uống một miếng nước khánh. Ok, được không?
dặn lắp lại. Cứng lại nha. Tí nữa tôi sẽ mang và tôi để trên cái bàn làm việc của thầy Ba. Hello mấy bạn. Chai nước này là chai nước lúc nãy tôi vừa pha đó mấy bạn. Và bây giờ thầy Ba đã đi công việc về rồi. Và thầy Ba đang xem chụp ở thế giới trong đó. Và bây giờ tôi sẽ đang chai nước này thôi mà. Tôi thử thầy Ba. Ủa đang coi giải anh Ba. Ủa nãy anh đi đâu mới vậy ạ? Uống nước anh ba. Mới mua chai nước vậy. Cái gì? Nước ngọt. Để đây. Đâu? Để vô đây. Đem cầm sẵn ở đây. Này nó tốt ảnh luôn. Không, nãy mới đi ăn về ghé mua. Ghé mua mà không có uống, kiểu no quá uống không nổi. Không ăn đồ mà ta nó kinh bánh luôn. Nóc tương nữa rồi, nóc của bay bay rồi, nóc của sạch con. Nóc chọn. Nóc tương của bay bay là ăn lồn, ăn lồn luôn. Yeah.